Shut up, ma'am. You're gonna get me in trouble in America, you know that? Oh. I want to get married with you. Oh no. I'm joking. Okay, good. Okay, good. I feel safe now. Where was her father during the war? Tức là trong thời gian chiến tranh thì cha cháu có tham gia trong quân đội không? Có. Không. Có chứ, nó có. Có. And what exactly happened to her eye? Bây giờ mắt cụ thể nó bị như nào? Mắt cháu bây giờ nhìn một thành hai, nó sưng mí lên, nó khó nhìn. Is she working right now? Hiện nay có đi làm không? Hiện nay cháu đang ở nhà. Stay home. She stay home. She cannot work. So, is she able to see with her left eye? Tức là bên mắt trái thì nhìn như nào? Nhìn một thành hai. Yeah, so is one thing into two, double two. Yes. She sees two. Yes. Okay. So she could see from the eye, but two images. Yes. Yeah. Okay. Okay. What happened to her chest? Tức là cái này là do sao đấy? Và khi cháu đi khám mắt thì khi cháu đi khám mắt đấy thì bác ở sĩ trong viện mắt thì giới thiệu lên viện 103. Xong lên viện 103 đấy thì bác sĩ nói là bị nhược cơ. Thế xong rồi là phải mổ, bệnh này phải mổ. Why they did this operation to her?
Vì sao họ mổ cái này? Nhưng mà bác sĩ ông bảo liên quan đến bác cái mắt sĩ đấy. bảo là mổ cái này là liên quan đến cái mắt, tại vì cái này là bị bệnh nhược cơ nên phải mổ thì nó chống sang nhược các bộ phận khác. Không, cứ nói đơn giản thôi. Không, trong nó ghi hết rồi mà sao nó nhược, nó dịch lại, đúng không? Nên mình nói cái gì là phải cẩn thận, tại vì nó sẽ dịch lại những cái câu đồng của nó. What was the reason for the surgery? Yes, he said something that he, because the doctor, the eye doctor said must be operation here. It defect to the eye. So the operation was done to help the eye. Yeah, to help the eye, all right. But she doesn't know specifically what was the operation for. No, she said no. What? Yes. Okay. When was this surgery done? Tức là mổ là khi nào? Cháu mổ từ tháng 7 năm 2000. July 2000. July 2000, 2 years ago. Yes. Okay. Did the operation help her see better? Thế nếu mà sau khi mổ thì cái mắt cũng có khá hơn không? Vẫn thế. Thì lắc đầu bảo không hay là không có thì họ hỏi thế mình bảo không hoặc là có, đừng nói vẫn thế. Mm. No. No. Okay. Thank you. It's okay. Năm 99 thì cháu thấy là một bên mắt nó bị cộm khó chịu. Thì cháu về nhà thấy là có mình để cất riêng ra không? Cái đồ kia là đồ có nó lẫn. Vậy thầy cái thì nói đi. Tháng 10 năm 99 đấy thì cháu đi học về thì tự dưng mắt cháu thấy nó cộm và hơi sốt. Thế xong rồi làm đến một tuần sau thì mắt cháu lại không được bình thường như đấy nữa. Thì một mắt nó bị sụp này, nó không được cân đối. Is she taking any medication for her eye right now? Hiện nay thì đang dùng là thuốc gì? Hiện nay cháu đang dùng thuốc Methylase của Pháp. What? Thuốc Methylase. 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 Và gì nữa? Với cả thuốc. Prednisolone. Thuốc Prednisolone. Prednisolone and Medilas. Okay. Tức là có cái loại thuốc này ở đây không? Có. Thì tí nữa xem. Lô. Thank you.
Excellent. Oh, man. Come on, yeah. Thank you.
Hey, what's the matter? Are you shy? And how are you? Em khỏe không? Không ạ. Are you?